Xin chào mọi người, trong nội dung video ngày hôm nay mình sẽ may một hình chú cá để dùng để trang trí. Chúng ta bước đầu tiên chúng ta sẽ phác họa. Mình sẽ vẽ hình chú cá này hả? Tầng 4 luôn được cũng hay chứ. Nhưng mà đổi lại tầng 4 quay nó xíu xíu. À đúng rồi. À mà dụng đây máy lên mình để nó cũng được thôi. Điều có ngày được. Đây là khuôn cổ của con cá mình đã cắt ra. Bây giờ chúng ta sẽ cắt tiếp những bộ phận. Chúng ta đang chờ để xay khô một tí để chúng ta tiếp tục vẽ họa tiếp đây. Mình sẽ dùng keo xuống bắt keo, mình sẽ đợi cho xuống bắt keo nóng lên rồi gắp lên đây để khỏi chảy xuống bàn. Mình sẽ sử dụng màu vàng này để vẽ họa tiết. Việc cứ bán thứ mà thôi chỉ lấy tên cũ. Gắp bảy chục. Bảy chục rồi á. Kinh đó. Kinh đó. Phải. Nó luôn với kinh đó chị. Ngày bảy bộ á. Chắc có ngày là lồn này không lồn gì luôn á. Có ngày là lồn video không lồn gì luôn á. Nhưng mà có thật không? Không biết gì nghe tính là 70 mô. Tại vì nghe tức là hình thường tiện như kiểu mũ tóc đâu á. Mũ tóc đâu á. À. Cho nên là tất cả mọi người đi chuẩn bị cho nên là nghe nhìn tập thông báo nhiều á. Mình vừa vừa thôi. Lồn là có mà chết. Bên chị nói bên Tân cũng nói chị nói có mình nghe. Chị nói bên Tân rồi đó. Thì chết, lồng kiểu nó mà sắp mua mà chiều nổi rồi. Mấy
không. Từng ngày em nghe tiếng của sếp không á? Không, với lại nhiều cái gọi chị em kêu gọi như tất biết video của đứa model mà đứng từ đầu đến cuối luôn, đứa mà làm được việc hả thì bởi vì chỉ có rửa mới lồng nhánh thôi. Nhiều cá hay gì là được gì, nhiều cá rứa là được gì, thì cá mà đứng rồi đó. Mình đã tăng, mình là thuần luôn. Không, bát tham tầng 4 luôn, dễ sửa lắm chị nè. Dễ sửa lắm. Bát tham mà ấy full tham luôn. Em có ngày em có bộ với mấy, nhiều ngà bận á. Có ngà bộ mà chứ ví dụ ngà mô mình lùng bổng bộ hay thay trừ bổng máy bộ là bình thường thôi. Mô bữa nay em làm video content mà. À, chỉ có cái mà demo nó còn cái gì mà để em lùng cho đấy. Thì chứ không biết luôn á. Vì em đòi không có số lại chẳng lẽ. Thì em làm gì chị hỏi thôi, chị có gì không? Vì sờ lửa chị tới nhà nơi rồi á. Lông sớm còn không được. Ờ, 12 á, 13 gì mà. Úi, mình đi 13 rồi mà. Còn tới tháng mấy cái nữa là không. Biết còn mẹ gái như vậy đâu được gì không, chứ là mình nghĩ là cái thân mình chỉ là phải mua được. Có tà răng mà phải lồn mấy hình nữa, mình có nữa mua nè. Bên trên là ngón tay là lợn khô, mình sẽ chuyển sang mẫu khác. À, đọc sách gì đùm đề mũi chứ. Đọc sách á? Rồi. Như sách là... Sách là... Ờ, sách gì đọc luôn? Chuyện này. Sản phẩm handmade kìa. Handmade. Mình sẽ sử dụng màu xanh lá. Màu này. Cho mấy đứa bọn em á. Đứa vô rồi cũng khủng khiếp hết. Đứa mô lô cũng cà hết, đứa mô cà hết. Được rồi, chị đang cố gắng đây làm mô nè. Em đang cố gắng để trả lại cho đủ nè. Chừng 10 máy rồi mà mới bao máy bộ mấy. Bao máy phê em cũng. Một đứa chơi đâu, một đứa làm xíu đó. Đừng ngay làm mô đâu. Ủa tự nhiên cái lấy bị bụng ra biết gì. Tự nhiên cái lấy không dính trong đây mà bị bụng ra bán rồi mà tính em luôn. Cho con ngay sợ buồn gì đây là chị thử làm ngay sợ buồn cái gì giống rồi đó. Em nói mà em có về nhà là em lồn có lồn chứ không có lồn quá. Hồi tối nha, như là hôm qua em lồn được, hồi tối về em lồn á, để cho lẹ mà lồn không nổi. Sao vậy? Người ta nói tôi đứng bên nhà là đứng ghế gì. Nhưng mà bên nhà là không được. Nó bị chí rồi. Hồi tối chứ, áp cho em lo lồn lửa giữa của bộ, hồi tối kêu em kêu cài ra đủ bộ của nhà hôm qua. Mà tối lồn nổi đấy. Nổi. Vì mình ngồi cỡ ngay tại đây làm bài chơi.
mình nói là như mình đi phải ca cho lẹ đó. Mà nó bây giờ mà kêu bằng rồi bây giờ là có bụng sợ bài tập cũng có bụng cái tạm cho mấy tiền nó mua cho mấy mà lỗ nổi lắm rồi. Bữa nó hồi nữa anh về kêu ấp không thôi mà ấp cũng không nổi lắm rồi. Bây giờ nó có đủ gì lúc không, thực tế là do mình ngồi gần ngang đến đây là đau lưng rồi đấy. Ừ. Nay nay để em đi lại ngay sợ buồn thử xong cái gì cũng thử ngay sợ buồn chỉ là hai đại số lắm thôi chị kiếm về. May lắm, thật sự mà em lâu mà em ca đó thì tối hôm khuya sao mà buồn ngủ luôn. May lắm mà từ bữa nay em phải thức, dù không ca nên em phải thức. Kiểu nó quá tải á. Nó mùa là ngủ cũng buồn chết. Người thì nhiều nhưng mà bắt tham nhiều chứ không tham nhiều quá. Mà bắt tham lòng mình không bằng bắt tham của tầng họ. Sẽ bị con sao khô thế ở. Mà toàn mấy anh chị nó còn khủng nữa. Thế là tầng đó họ thấy người ngồi nhiều đấy. Nhọt ở môn nữa hay. Nhỏ có môn nữa. Mọi người có lẽ là nhau. Chứ mới dụng cái gì thầy dụng cái gì chán 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 mà ngửa ra mình mà ngủ luôn. Sao mà giật mình dậy mà đau khổ mà cứ không được. Ngủ dậy thôi hả? Bố cái tuổi ngủ quá bên năm ngủ trong sướng. Ôi đứa mua bà quà ngay. Ai mới đứa mua? Ngay là bà quà ngay nghe nghe là ghét. Ôi. Cô ghét gì nữa trời. Ghét gì nữa gì sợ gì nóng. Thầy kim bảo lén nó sẽ nóng. Mặc qua bên ngay kia. Nhưng mà em náo nè. Em có nhu cầu với nó. Tuy nhiên em có nhu cầu thì mặc qua trong ngay kia thì rảnh hết. Thế là mặc qua xe không? Nhớ là mình có mua bịch bát mà để bữa trừ trừ ăn thì bắp bắp mình sẽ cắt dán thôi cho nó đẹp chứ mình cảm thấy mai nó cũng không đẹp. Tí nữa mình sẽ mai thay sao. Chúng ta sẽ chắc tự nhiên phải cái quần nóng sôi đi. Wow,
sao lập giải của dì Hồng rồi. Tìm video mình không rõ chứ em ra em sợ kéo ra rõ anh tâm lắm lúc chẳng có bánh hả? Ừ, em thấy của em cũng nhiều gì sợ chẳng gì ra quá định của em lồng đồ hành mát á. Ừ. Có đây lúc có đây lúc gì là gì đó ra quá định không phải cái hạn chế này đâu. Quay kem, quay kem, à quay kem không ra. Đấy, anh chị mà hàng sau đó bỏ review. Review gì? Review á. Tắt cỡ bộ review. Thôi tháng này lo lồn. Tại sao bỏ? Tại sao nữa hay? Ừ, với lại em thấy có gì mà để diệt mà nó tự nhiên gửi nó đọc lại thôi em ấy. Đào máy đồ công nghệ nó là sướng rồi chứ. Là thích rồi chứ. Thế mỹ phẩm là mấy cái thứ mình muốn tìm hiểu ở đây mình đọc không? Không, em thích đọc đồ công nghệ hơn. Ừ. Mỹ phẩm đọc đào. Đọc đồ công nghệ nó đọc ăn thứ rồi đọc sướng thì à đó, đọc sướng. Cũng khoái á. Tô mô không đọc luôn. Đồ mỹ phẩm đọc đào em không hiểu gì hết. Ừ. Mà thành ra em... Nhớ có đọc mỹ phẩm mình gì đã lên được một lần mỹ phẩm. Kiểu là để thu được một đồng kiến thức. Em cũng có like mấy câu về mỹ phẩm nhưng mà họ nói cho em không hiểu gì. Ừ. Tiki biết mua chỗ bao nhiêu uy tín này? Một là em mua hẳn sẽ có cái cửa hàng official hoặc là mua của Tiki Daily đó. Tiki Credit, à. Có qua nhìn một cửa hàng official luôn á. À. Để Tiki đó. Bạn thấy Tiki phí ship không? Ok. Ừ. Bởi là gì mới hay. Thì có cùng cái là đó trang có xe nữa luôn. Mà cùng cái hãng official luôn. Ừ. Mà bên thân nhận là giá đá. Lên tặng lên 600 Mỹ. Ừ. Giảm còn 355. Ừ. Mà bên thân Tiki á 504. Giảm còn 359. Ờ. Đóng tiền free ship nữa. Ừ. Còn thân là giá đá 450 Mỹ. 44.000 tiền ship. 44.000 hay là mấy nghìn đó. Quý giá đạo là người ta muốn đến 200 Mỹ rồi lên phải từ cái ship. Ờ. Để thân Tiki mà đến 250 thì ship rồi. Mà không, nói chung là tại trong mạng xã hội là Tiki đồ lợi tiếng hơn mà. Ừ. Vì là do đó hắn cái chắc cái giọt mà hắn kiểm hồn vô đầu vô của hắn không có ai. Ờ, tại vì là do đó là hắn cũng kiểm mà thì sọ phải kiểm mấy luôn. Ừ. Còn thằng Tiki là thì sọ phải kiểm với hắn, hắn kiểm là hắn về cái mình. Bởi là Tiki là xích lâu hơn. Ừ. Xích lâu hơn ngay. Không, em thấy cũng nhanh. Ừ. Ờ, hắn mới lên, hắn hèm thứ 6. Nhưng mà thứ 5 là thứ 4 là khó rồi. Trời, Lazada hắn, Lazada với lại Shopee á, hắn kêu là free ship nhưng thực tế tính phí ship cô đây điểm trừ cái bao nhiêu ngon á, cuối cùng vẫn còn tiền ship. Ừ, vẫn còn tiền ship cô. Cuối cùng tiền giải xong phần cáo vẫn đó. Ừ. Không phí ship cũng cô. Ừ. Ví dụ mà ship về đây là gần xa, 50 mấy nghìn, bốn mấy năm mấy nghìn, mà ship về chỗ em cũng bốn mấy năm mấy nghìn. Ừ. Bữa lỡ hôm qua là gì thấy rõ lắm, mua cái mặt hàng. Một loài lúc mua một cái thằng official lúc hắn nó giả lên để nhầm mà hắn nhầm mình ấy á. À. Thấp thua là đắt hơn á, vẫn đắt hơn. Ừ. Đắt hơn cái vị chứ. Xin lỗi mọi người vì mình lòng móng tay hơi bị xấu. Sẽ đẹp hơn là máy. Thì chúng ta sẽ thực hiện dán đi. Tí nữa sẽ may xong.
Có chị dẫn anh em đi làm luôn. Hả? Anh chị dẫn anh em phải đi làm. Em tự nhiên đi làm đi, em mới thấy thực tế không phải mình má mình bị điên mà má em bị điên hết. Má má hư luôn. Tưởng mà má mình cũng không có dấu phân biệt nữa. Vậy là mình cũng còn mình phân biệt chỉnh thủng hết. Với tại mình phân biệt là sao mới được. Hay như má em vừa nâng cấp xong chơi cũng chậm đi là dùng bắt điên luôn. Hầu như em dùng mà tính chỉ luôn thì em cũng rất thối và đeo mắt rồi thử dùng chẳng biết kêu ai hết. À, trên YouTube kia em sợ vô tình rồi thôi sợ bấm hơn coi xong hồi có đoạn với mình nói chuyện đồ đó kia ngồi cười bò luôn. Nước thiên của mình đâu có được nhiều rồi đấy. Bắt lấy nó đang lên luôn đấy hả? Đi xóa hơi rồi nè. Gần thấy rồi. Vô bị mua thôi. Nhà hoàng phải học việc. À. Chị nghe nhà hoàng không? Ừ, nếu nhập việc là bạn nhà em. Chị cũng để em thay đổi như thế này, mình sẽ dùng chỉ màu trắng. Vì thấy nhiều chủ đề nhiều cái để lo quá. Chúng ta đây là tất cả những móng tay mà mình chúng ta đã tạo trong video này ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại vào video khác. Bye bye. Kêu chi? À, kiếm tờ giấy lấu ở dưới đi nè. Trời ơi. Mình cũng thấy tổng thương. Mình sẽ xỉu dòng màu hồng, màu này.
và sẽ sao chị. 30. Tháng này vừa đi lồng mà vừa lồng có lần nó thời gian chạy như ba luôn. Được, mình đi làm mà lồng, mình chỉ đi làm xong thì thử tết. Xong chị nghỉ bây giờ thôi. Đi làm thì cái đâu là nghỉ, nghỉ để có lồng. Nói chung là lồng trong lo sự. Đi làm để cho cái nghỉ là mà lồng mới làm ráng nghe luôn. Xong bữa mà em sửa bà em lại cố, em thấy cũng yên tâm rồi. Đến khi mà ngày hôm qua mà gặp cố á, trời ơi, không ăn tốc độ luôn, cố sửa từ trong đầu tới trong cuối luôn. Mà cô kêu em trừ em lồn rỉ thì cũng được thôi, mà đề tài của em mà lồn rỉ là không buồn được. Rồi cô biểu lập một bản khảo sát, rồi khảo sát cán bộ nhân viên trong công ty nữa. Chắc bị vậy nữa rồi. Bị vậy chứ nó là mấy khảo sát. Mà trừ hồi xưa như khảo sát bên marketing á thì có mẫu sẵn rồi, kêu mà bên đấu thầu khảo sát ra. Đó, khảo sát cán bộ nhân viên nữa về hoạt động của công ty. Mà phải có mấy cái nữa kia mà mới điểm câu được. Mà thực tế em cần điểm câu. Thực tế cũng không được. Chị cũng lo cho mấy diện chị chưa đó. Cả đời chịu lúc mình làm ấy, đề tài của em bị chế. Ok, chị lên ông gạt, ông gạt để bố đi ra chú tệ lắm. Để bố đi ra ta chỉnh lắm, nó nghiêm lắm rồi. Xong rồi, chị vừa ra ta chỉnh đi khỏe là nó nghiêm, cái nó khỏi sạm, người tay đâu ra đâu kia nữa. Xong rồi chị mà em muốn hình đồ được gì, chị là chị ra ta chỉnh lắm. Ông chế, chị ra chế chủ, làm cái chạm lắm, nên nó kia luôn, chị vẫn ra một cổ. Mà sẽ để cho cây nó khô. Với là không, vì cái đề tài chính á là hắn trở thành truyền thống, hắn theo một hướng rồi á. Cũng khó khăn á. Bởi vì mình chỉ phân tích được con số thôi. Chứ mình không phân tích được quá về cái lập kiến. Không phải gì lên một cái đời nhạc được. Không công nhận cái đợt luôn, có lần ném lơ lò dễ sợ luôn. Đi xin sổ lương nghe xong. Hãy không xin luôn. Đi sổ lương cái lá. Xong rồi tớ cũng có lồn chung với bé đó đó. Xong rồi hắn hơi quá cảm xin một cái mà chị vẫn còn thử thách số liệu mà nhóc xin dễ sợ luôn. Tại dữ dọn như họ bằng quá. Mà xin mà họ cứ ầm ầm ừ khó á. Mà tính lên đi. Bên chị là gửi mail không? Gửi mail không rồi thì khỏe với mấy. Mà công ty đi hắn đó thôi, cả nữa là hắn không phải một công ty. Hắn là công ty đấu thầu nhưng mà biết đâu hắn kỹ dọn như cái phòng kế toán mà ngồi nữa là không phải một kế toán của thành đoàn, vẫn có những công ty nhỏ nữa dọn như nữa, hắn ngồi chung đồ nữa luôn. Ở khách sạn á, cảm thấy khách sạn thật tập mày lắm, mệt hả? Phải lắm à? Một là họ chọn luôn không? Hai là họ chọn luôn. Hai là họ sẽ phải cái việc lập. Không còn như ngân hàng là họ sẽ bị phạt hết vì họ bận thiếu người mà. Như sẽ bị phạt một kiểu đứng ngưỡng trai nữa. Không, phải em phải nói cái đó. Như bọn em học bên marketing á, là tụi hắn hơi mà thực tập nghề nghiệp á, là tụi hắn bị bóc lột chặt sống luôn. Dẫn như mà hắn kêu là kêu tụi này là phải nghĩ là được một chiến lược kinh doanh để mà marketing cái sim mới của hắn á. Thì nó cũng tập bệnh sim chứ lộn với bạn ngân hàng mà bệnh sim á. Em thực tập chỗ này thì khỏe và điều số liệu không có. Em thực tập một tháng. Thực tập nghề nghiệp á là em thực tập cả vòng 2 buổi. Có đến 4 tháng gì là không phải cũng đâu chứ mày. Tháng 7 tháng 6 có thể kiếm đâu mà chứ không có việc tính được. Không, dọn mà tụi em ứng thực tập chứ mà thực tập hắn cũng quan tâm. Kêu đem giấy tới mà ký thôi. Nó dùng cũng khỏe lắm mà đều số liệu không có. Con đấy là loại khi có lạnh TV ra gì. Tất nhiên như vậy. Mua bên là cái kiểu vậy thì ghế.
thể chỗ chỗ một được mà đều chỗ này không có số liệu thử chứ không có gì hết. Không phải hắn không có số liệu mà kiểu dọn như mà số liệu hắn rác rối rồi này khó nhót đưa nhót kiếm làm phải đưa cho mình đó. Cái thật thể hắn đưa số liệu thật của mình cũng đâu có sợ gì mất. Những cái sàn học vùng đâu mà đưa số liệu không chỗ này hắn đưa cho em số liệu thật luôn mà đều không đưa những cái mà hãy đưa số liệu của bạn chủ nó thức thức con lời để chồng con lời lên dở lắm. Dạ cái nhưng bà của em tự bị nhiều lắm. Mà bà cô em vẫn biết em bị em á. Chứ vậy cái bị chứ đâu đó. Không có chó đi á. Mà chỗ công ty thật tàu thà lắm. Đó ổng không có một người phụ nữ luôn. Ừ mà nói chung là hắn tới công ty rồi mà nhìn nha, ấy là hắn bằng thì bằng như hồi càng thẳng thì mình vui dễ sợ lắm. Nhìn họ nói chuyện với nhau á. Ừ. Mà nhận thì đàn ổng với nhau thì thoải mái rồi. Ừ. Có gì muốn? Phụ nữ. Ấy chỗ em làm kế toán mà đàn ông không có một người phụ nữ luôn. Sao mọi người làm kế toán đó? Mà họ bận dễ sợ luôn. Trong trung tâm khuyến công á, và họ trung tâm khuyến công á, mà họ kêu buổi sáng luôn có lần qua đây thực tập luôn, mà chỗ nó ít ra ta quá nhau thực tập chỗ nó khỏe, chỉ nó nhiệt tình dễ sợ lắm. Đọt là đi không đi lồm luôn à? Anh đọt quỷ em mô chị. Cái dòng loại với sự. Bọn mình hả? Sao hay biết? Chắc là để nước lau mà thôi á. Cũng phải hơi kinh mùi chị. Chẳng mừng bên đường tìm thấy. Chơi nhưng mà em không ngửi tới mùi chị. Hồi nãy là giọng y giọng mùi chanh á. Hàng nữa hắn giả tiếng hòn đó mà em thấy nó yếu yếu ngay kinh ủng vậy.
Ý mình đi gì thì chỉ thích tiếng hơn đi. Không, tiếng hơn mà nói chuẩn á. Tiếng hơn. Nhỏ giọng thằng nữa. Nhỏ giọng thằng nữa chứ. Cái cố dây gì mà thấy lắm. Chị gì dây gì. Em thấy như coi phim á, nghe bất nghiền ý. Nghe xong thằng đó em không muốn học tiếng Hồn nữa. Mà hắn già đó. Thằng tè đó này đó. Ngay nó lăn rồi cây từ ngày tiếng Hồn hả? Đó là đi. Bình thường nói chuyện là ẻo lỡ rồi. Cơ thể phấu đó hả? Yes, giờ đây mình sẽ có một bộ. Lấy của em sao? Gấp giấy sao đúng không? Gấp giấy hả? Ừ, ở xóa đi. Cô hai bị mát qua cái ngón ta ở bên cho em nè. Đi còn bộ đường thôi, tưởng cơ mua đúng tưởng cơ mua em có người lồn đấy. Up lên luôn rồi. Chơi cơ cơ tự bị chết. Thằng đánh chơi hả? Bị chết cơ muốn. Cơ tự thôi gì đại viên gì đánh tài. Thấy thằng bọn em tham một biết chơi cơ tưởng cơ vua hết. À, thôi mượn cái đòn ghi to của thằng Lực nữa nè. Lần được anh Dương mà chuyện loại cơ chi đổi về cái đánh tài. Cơ tưởng cơ vua em biết chơi mà. Em chơi là chơi. Thằng nhỏ. Vì em chơi giữa. Cái là giọng mà lão rồi không chơi á. Ừ. Thì có luôn chơi nhưng mà gì chơi không á. Cái là đợi văn bộ móng tao với bộ thiếu qua heo bộ đó em luôn khỏe mà. Sẽ để cho nó khô. Để cho nó lên hình nha. Chờ hồi nó ghép hai cái video ra điện thoại bắt lâu ấy. Mà trừ ghép cũng cái điện thoại đấy. Chứ xí chứ mấy. Anh Bình chơi với họ đâu, đây thương rồi cũng đúng hết mà.
Anh bắt nó cậu mà nghe khinh gì sợ. Anh biết sư khinh gì chưa? Ok, ok. Không phải mình, anh biết kêu khinh. Thì chiều nay muốn siêu cây sao anh muốn chịu đi. Chịu là mẹ muốn siêu cây à? Yêu đường đi em mà. Thăng buôn bệnh tật dễ sợ. Bái hả? Chịu lại à? Thấy à? Đừng nhiều nữa, chẳng qua anh không biết thôi chứ. Đi đi vô. Anh đèn loài thôi à? Đèn loài thôi à? Đèn loài thôi à? Cái đầu thì làm qua xong rồi đèn loài. Quá nhiều màu loài hết đèn cho đẹp chứ. Đẹp chứ đẹp. Anh chỉ là từ mùa khách vừa này để chúng ta hai chúng ta thì được rồi. Tôi chứ vừa mấy cái tập tiết đó. Quẩy rồi, rồi thêm một đỏ dọc đàn thế. Cái gì đó? Sao bộ rồi hả? Thẹp như là làm gì đó? Văn gì đó? Ừ, gì đó? Chân nghỉ tháng. Được làm gì? Làm gì cao siêu? Ăn gì đấy? Lọc nổ gì? Ghê rồi, ghê rồi. Dạ bộ thôi. Anh sẽ đợi cho sách khô. Thầy kia làm việc bán sức các bạn. Ghê. Ghê. Để bóng thầy kế tẩy thế rồi. À đi tẩy nghe. Ai giai đoạn quá chứ. Từ ngày có cái đội quý mà đi sớm hẳn thôi. Như là cũng làm việc bán sức hơn. Thiệt. Hồi tối, sáng giờ em lộ em đếm bao nhiêu này. Tại vì hồi tối em lồn để kịp ngày hôm qua. Mà lồn bù nữa.
nhưng mà có người nhập sới này. Ông chưa dọn. Đọc nhiều lên. Đọc được nó rung, được rung lên nhá. Đo đi chứ không quay thì nó. Không đo đi thì chứ em quay thì nó. Chị đừng không đi đo đi. Đo đi chứ để quay thêm á. Anh không là 18.000. Không có chị. Tại đây vẫn một tiên quỷ ở góc đối. Ê chủ khôi đi. Mình phải quay chủ khôi. Cô mình phải quay cái gì vậy không? Cái gì đi. À, không cái ABCD tí rất nhiều. Cái này.
bấm tay, bấm tay. Ai đi? Chị đã bị rối rồi và bây giờ mình phải rửa rối. Xin chào mọi người, bây giờ mình sẽ chơi cờ tỷ phú nhé. Như tư tư bảo kiểu sách tóc đó mới là ai biết chị đi xe tí. Chào mọi người, đây là một cờ tỷ phú. Rồi rồi, có sư đạo rồi, có sư bói xóa bỏ cái hồ ở đấy rồi. Sắp 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 lại đi à, sẽ sắp lại cho nó đăng đăng nha. Bảo vệ suy nghĩ có thể yêu đi mình làm bố ý được rồi. Năm tiền mua thẻ đi. Mua thẻ đi nó. Đâu ấy. Thì mình nên có một tiếng thôi. Để mình nói thôi. Bây giờ nó này nữa. Còn con có ba mũi. Ok. Alo, alo, tiếp tục là alo, alo, một ngày ba. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ xếp hình được có tính. Chị em mời đi. Xếp hình sử dụng này vô hẳn ta đã chẳng một phán. Như bọn quay rõ hả? Chứ tôi đừng đồng khởi cho mặt tao vô nhé. Mà sử dụng quay vô hổ gì cũng. Ê dụng như ta đã có điểm riêng cái điểm. Tiếp tục có nói thứ hai là một điểm đầy một phán. Ai mà sử dụng cái này là cho nó. Sẽ đợi cho món xay khô và cái con bỏ hạt đi. Cấp hạt thịt nhau đó là cấp hạt nhau đi. Đâu là cái đâu đó. Đó sẽ tiếp tục review. Ủa thôi thì không phải trong bút. Mua sẵn cho xong rồi. Không phải bồn lẫn. Tôi bỏ cho sạch một bồn lẫn. Chị thắng tháng nha. Hả? Chạy vô. Chạy vô. Luôn cho em đó. Mua sập mặt luôn. Mua sập mặt. Mua sẵn thì thua sập mặt luôn. Mua có tờ tờ cụ trọng. Mua còn có nơi sợ đâu. Người trọng đó luôn. Thôi. Mua sợ đó. À, sẽ vào phòng con cá này đây. Em thấy sai của VinFast có đẹp được không? Đẹp lắm. Đẹp kiếm gì xưa. Dạ. Dạ đôi à? Không. Đẹp cho mình chỉ cái gì cũng đẹp lắm. Cái mặt của nó sẽ đi rất là lớn. Mắt kiếm sẽ mình sẽ sử dụng giá vệ sinh thay cho bóng cồn. Chưa.
cái luật không giống của chị. Đó. À, em chứ không có giọt mà thủ bà nữa. Không gọi chứ. Thủ bà á. Thủ bà á. Không có đem bộ đứa cậu hả? Chị có bộ đứa cậu hả? Mời cái lô lên nhé. Hello Viên. Mời này.
Ừ, thế thì mày ăn mày tụt bạch cho bạn chúng qua đấy. Dạ, giờ đi đây cấp nha đi. Đấy, đấy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người vào những video kế tiếp. Bye bye.